Xin chào tất cả mọi người, hôm nay Quỳnh Thư có mặt cùng với Hồng Hạnh, Tiểu Hoa, Hồng Diễm. Ở đây chúng ta sẽ bàn về những cái tiêu chuẩn kép mà xã hội đã đặt ra cho phụ nữ. Thì không biết đầu tiên thì Hồng Hạnh nghĩ cái gì về tiêu chuẩn kép mà xã hội đã đặt ra cho phụ nữ, thì cái điều đó nó có quá khắt khe hay không? Như ngày xưa ấy, thì mọi người hay có một cái tiêu chuẩn làm đẹp nó rất là khuôn khổ ấy. Ví như là da phải trắng này, dáng người mảnh mai, thon gọn này, gương mặt mắt phải to, rồi gương mặt bên lai các thứ. Đó là cái tiêu chuẩn mà xã hội đặt ra. Thế nhưng mà bây giờ khi mà em cảm thấy á, là xã hội mình cũng tiên tiến hơn, cái tiêu chuẩn làm đẹp thì nó cũng được đa dạng hơn. Có người thì mũm mĩm hơn một chút, có người gầy, nhưng mà cái quan trọng được rằng là mọi người, mọi phụ nữ ai cũng phải yêu tiên bản thân, yêu quý bản thân và tự tin với bản thân mình, thì tự dưng cái năng lượng cũng như là cái thần thái của mình nó sẽ tự đẹp. Em nghĩ thế. Còn tự hơn thì sao? Em nghĩ là hồi xưa thì mọi người thường áp đặt là phụ nữ chúng ta là phải công dung ngôn hạnh nè, phụ nữ thì phải ở nhà nấu cơm, lo cho con cái, lo cho gia đình, còn nam thì lo cho kinh tế là trụ cột của gia đình. Nhưng mà ngày nay thì em thấy khác hẳn. Phụ nữ thì họ có thể có những cái sự nghiệp là thành công hơn cả đàn ông, hơn cả nam giới. Thật ra để nói về cái tiêu chuẩn kép á, thì Quỳnh Thư nghĩ rằng là một người ở hiện nay thì những cái tiêu chuẩn xã hội đặt ra cho phụ nữ thì nó cũng hơi khắt khe một chút, đúng không? Mọi người cũng yêu cầu là một người con gái ngày nay thì vừa phải xinh đẹp, vừa phải kiếm tiền giỏi, có sự nghiệp riêng, vừa phải chăm lo cho là tốt cho gia đình nữa. Cái điều đó nó cũng hơi tạo ra áp lực cho phụ nữ. Và thật ra ở hiện tại thì Quỳnh Thư vẫn thấy có những người phụ nữ như thế. Họ chu toàn tất cả mọi thứ, nhưng đó là điều mà họ muốn. Đó là điều họ có đủ bản lĩnh, đủ khả năng và đủ cái nhiệt huyết trong người họ, và đó là điều họ muốn làm. Còn nếu như một người phụ nữ họ không muốn làm những cái điều đó, họ không có khả năng chu toàn tất cả mọi thứ như thế, mà khi chúng ta áp đặt quá thì cái điều đó sẽ làm cho người phụ nữ vô hình chung dễ bị tự ti, dễ áp bị lực. Áp lực bản thân mình với những cái tiêu chuẩn mà xã hội đặt ra, đúng không? Còn Diễm thì Diễm nghĩ gì về... Thật ra thì mình cũng có ý giống như các bạn là chúng ta thường đặt cho chúng ta những cái tiêu chuẩn kép tự chúng ta đặt ra, là chúng ta phải mặt phải thanh tú này, da phải trắng này, chân phải dài này, vòng eo thì phải thon phải 5-6. Rồi chúng ta tự đặt ra những cái tiêu chuẩn kép cho chúng ta như thế, và chúng ta lấy cái tiêu chuẩn của chúng ta và áp đặt lên những người khác nữa, thì chúng ta nhìn người khác bằng cái con mắt của chúng ta nữa. Một người phụ nữ đẹp thì theo mình thì bao gồm rất là nhiều yếu tố. Vẻ ngoài nó chỉ là một phần thôi. Tri thức cũng là một người phụ nữ đẹp, cũng là một người phụ nữ tri thức. Một người phụ nữ có lòng trắc ẩn cũng là một người phụ nữ đẹp. Chúng ta nên rèn giũa những cái đức tính đấy nữa, thì chúng ta sẽ trở thành một người phụ nữ hoàn hảo hơn. Toàn diện. Đúng rồi. Cái xã hội phong kiến ngày xưa ấy, thì người ta thường nói rằng phụ nữ thì phải ở nhà lấy chồng sớm, sinh con, chăm lo cho gia đình, rồi phải biết nấu ăn ngon, phải nết na thùy mị đấy, phải như thế thì mới là một người phụ nữ đẹp. Thì mình nghĩ là cái đấy chỉ là những cái định kiến của xã hội thôi. Còn một người phụ nữ đẹp thì là chúng ta yêu cái những cái khiếm khuyết trên cơ thể của chúng ta yêu bản thân của chúng ta. Tại vì sao? Mỗi người phụ nữ trên thế giới này không ai là giống ai cả. Tất cả đều có một cái sự riêng biệt, và mỗi người phụ nữ là một ngôi sao và họ sẽ tỏa sáng theo cách riêng của họ. Thì những cái vẻ đẹp đó của những người phụ nữ sẽ tạo nên một cái sự đa dạng. Nếu như một bông hoa nào nó cũng giống bông hoa nào, bông hoa nào cũng chỉ có một mùi hương nó, thì nó không có cái sự đa dạng, nó không có cái màu sắc. Tại vì mỗi người phụ nữ là một bông hoa mà, đúng không mọi người? Gặp cô nào thì hãy làm cho cái bông hoa đấy nó trở nên màu sắc hơn, đa dạng hơn, nó sẽ tô điểm cho cuộc đời này đẹp hơn. Và
thật ra cái tiêu chuẩn kép nó sẽ nằm ở rất là nhiều phương diện mà xã hội đặt ra. Người ta bắt phụ nữ là đi ra ngoài kiếm tiền, vừa phải chăm lo gia đình, bắt người mong người phụ nữ rằng phải trang điểm xinh đẹp, lúc nào cũng phải chỉnh chu, nhưng người ta vẫn muốn người phụ nữ là lúc nào cũng có một chút gì đó trong trắng nè, mộc mạc nè, rồi có rất là nhiều những cái phương diện mà cái định kiến, những cái tiêu chuẩn đặt ra cho phụ nữ. Vậy thì Quỳnh Thư cũng muốn có một cái câu hỏi này dành cho mọi người là mọi người nghĩ gì, mọi người lựa chọn trở thành một người phụ nữ truyền thống hay là một người phụ nữ hiện đại trong xã hội hiện nay? À, mình có thể dung hòa được cả hai mà, đúng không? Vừa có thể chăm lo cho gia đình, vừa có thể lo cho sự nghiệp của mình được, và mình tự tin với ngoại hình của mình, chỉn chu hơn, yêu thương bản thân hơn. Đó, hiện tại thì mình có thể dung hòa được hai cái điều đó. Còn Tự Hâm thì sao? Còn theo em nghĩ thì không có một cái quy chuẩn nào đặt riêng cho cái đẹp mà mình phải bắt buộc mình áp dụng cho cái đó để mình, để bản thân của mình trở nên đẹp hơn. Như có một câu của thầy thiền sư nhất thích nhất hạnh mà em đã từng đọc là bạn chỉ đẹp khi bạn là chính bạn, bạn không cần sự công nhận của một ai khác, chỉ cần bạn công nhận chính mình là được. Dạ. Còn chị Diễm nghĩ sao về chị chọn là một người phụ nữ hiện đại hay là một người phụ nữ truyền thống? Như chị đã chia sẻ vừa nãy thì chị biết rất nhiều người phụ nữ là người ta có thể chăm lo cho gia đình người ta rất là chu toàn, rất là viên mãn, mà sự nghiệp của người ta rất là thăng tiến. Thì chị cũng muốn là mình cũng sẽ được như những người như thế, mình cũng sẽ yêu thích cái việc mình làm, yêu thương gia đình của mình. Đấy thì là cái mà chị muốn hướng đến. Còn đối với em á, thì thật ra em sinh ra trong một cái gia đình khá là truyền thống, và cái sự truyền thống, cái nét văn hóa đó của người Việt Nam nó đã in vô trong người mình rồi. Và đối với em đây không phải là một sự lựa chọn, mà đó là cái sự dung hòa của mình như thế nào để trở thành một người phụ nữ mà mình mong muốn. Với em thì em rất là tôn trọng những cái giá trị truyền thống của người Việt Nam, vì chúng ta là những người phụ nữ Việt mà, đúng không mọi người? Cho nên là em vẫn luôn mong muốn và rất tôn trọng những cái giá trị truyền thống đó, là luôn luôn chăm sóc cho gia đình nhẹ nhàng, dịu dàng với tất cả mọi người, biết cách cư xử với mọi người, và đó là điều chúng ta muốn làm. Và ở trong cái xã hội hiện đại này thì bản thân mỗi cô gái đều có cái khát khao chứng minh bản thân mình rất là nhiều, và khát khao mình được cống hiến cho cộng đồng, cho xã hội, và mình luôn luôn cố gắng để hoàn thiện bản thân mình nhiều hơn, đúng không? Thì hãy xem đó là một cái sự dung hòa, hãy cố gắng để cho bản thân mình có một cái cuộc sống riêng thăng bằng, và luôn luôn trân trọng những gì mình có, và mình luôn luôn cố gắng để hoàn thiện mình mỗi ngày, đúng không? Không biết thì đối với chị Diễm thì điều gì sẽ là một điều quan trọng nhất ở một người phụ nữ? Một điều quan trọng với người phụ nữ, chị nghĩ là sức khỏe là đầu tiên. Chúng ta có sức khỏe thì chúng ta mới có thể yêu thương bản thân mình, mới có thể lan tỏa cái trường năng lượng tích cực đến với mọi người, có thể giúp đỡ cộng đồng. Và khi mà chúng ta có sức khỏe thì chúng ta mới có thể rạng rỡ hàng ngày. Chị nghĩ là sức khỏe là quan trọng nhất. Còn Hồng Hạnh nghĩ điều gì thì sẽ là điều quan trọng nhất của phụ nữ? Đối với em thì cái công việc của mình đang theo ở cái ngành làm đẹp, thì em thì hơi thiên hướng kiểu làm đẹp, với cả cũng như chị Diễm nói là phải có sức khỏe này thì mình mới có thể đáp ứng được cái công việc, cũng như là tinh thần của mình sảng khoái thì tất cả những công việc đến với mình nó cũng thuận lợi, và có sức khỏe thì có thể học tập xong rồi trau dồi bản thân ra sự xinh đẹp, tri thức, sức khỏe, đó là điều cần thiết của một người phụ nữ. Còn Tự Hân, em nghĩ điều quan trọng nhất của một người phụ nữ là có một trái tim yêu thương, bởi vì khi chúng ta có một trái tim yêu thương thì chúng ta có thể lan tỏa được những cái điều mình muốn. Dạ đúng rồi, đến tất cả mọi người. Dạ. Với lại khi mà chúng ta có một cái lòng yêu thương trong bản thân á, thì nó sẽ tỏa phát ra bên ngoài của mình. Những cái chuyện năng lượng. Dạ đúng rồi. Đêm dạ, đêm dạ, dạ. Quỳnh Thư cũng rất là đồng ý với cái, Quỳnh Thư cũng rất đồng ý với ý kiến của tất cả các bạn ở đây. Đó chính là một trái tim yêu thương. Thật sự cái tình yêu thương này nó không chỉ dành cho tất cả mọi người xung quanh, mà còn dành chính cho bản thân mình nữa. Cái tình yêu này mình khi mà mình dành cho mình sẽ biết cách chăm sóc để có một sức khỏe tốt nè, biết cách chăm sóc bản thân để có một gương mặt xinh đẹp nè, sẽ biết cách là
suy ngẫm và nhìn nhận bản thân coi là mình muốn gì. Và điều quan trọng nhất đó chính là chấp nhận bản thân là một phiên bản độc nhất. Mình không giống ai và cũng không ai là hoàn hảo cả. Vì chúng ta hãy luôn yêu thương, dành cái trái tim yêu thương nó cho bản thân. Vì khi mà chúng ta yêu thương bản thân thì chúng ta sẽ biết cách yêu tất cả mọi người xung quanh, đúng không ạ? Và em cũng xin cảm ơn nhãn hàng Alastair đã là nhà tài trợ kim cương cho cuộc thi Miss Trend Việt Nam 2023, đã giúp cho bọn em có thêm năng lượng, tự tin và xinh đẹp hơn. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ.